chứ tiệt bà và thuần mốc á bạn thuần mốc chua xa chứ tiệt bà à chiêng và ơ bà anh bằng nát banh bê chai bà là cái tầm nôn đây bà và mới châu và phan cuốn mà một bé châu bé đầy chai mà để chị hơi bà đoan chị mà bà đoan hơi đoan thứ bạn và sana và đây đây chúng ca nhưng tình ní bạn đây chúng cá và bạn đợi tạm thì hận và đây chúng ca nhưng tình ní mà nhưng tình ní đây chúng cá rồi ấy việc ngon và rồi ăn nước ngon á và đây chúng ta tuần này tại bà đây sẽ bà miền tức được hàng tỷ về mà sọt bà sọt á tại đây chúng ta mà cứ việc xả xong mà vậy đây chúng ta cứ xả xong và miền nước cứ ai pun đơm bán á mà nhưng ai pun vô ai pun quan về ban ăn pun quan cứ ở mà làm bây giờ có mấy đơm vậy về bạc chòi bà bạc chòi đâm bạc chòi với anh ta loại về bạc bờ rưỡi về mà và những cái video mà bằng hai stay stay mà đây chúng ta miên bao nhiêu mà mình chỉ cả út ăn cái thế bà mình ấy mà chúng ta nên cứ tất cả chờ anh thế bà tay tuổi tay cả thà một xả là bong mà những cơn tay chơi chúng ta mua làm bay tụt bị sọt mà anh đang tam cái chúng ta như một tụt bị sọt bị sọt chua mơ và chua xả là bong mơ là thâm đai những thôi bỏ hỏi kia và cứ như tao xả là bong và tao miền tây mũi sơn đạp xả là bong mà tụ sơn đạp xả là bong rồi cất khơi như tao đi chua cất men mà thấy ai ở bị cha là na mà mơ là hơi mà cứ ai tụ sơn na hơi bị cha là na phong mà cha là na phong là tơ ca bằng hai đi và vì cái mét nó mua dạng na và mơ và anh cũng na cũng bê và thấy một đè lý bà cướp chua và một đè lý cướp chua và cướp chua dài trăm đô cái tha gạt chợ và chua cứ tha chợ và chân lắng mà con chiên thì chân lắng ăn có mình đây mà tại dùng chua chân mò mò mà cái này chân lắng lắng bấy bật tuông con cho bà tuông con cho là ổn tầm mà sốt đây bà cảm ra bà mà xến người miền đi thế mà bà bà ta sẽ đau khuôn chết tê mà chân lắng bấy bà ổn tầm mà sốt thì à sợ miền nhóm cất ấy chứ ô từng cầu cầu nhưng mà rung phở miên bạn khăn một bánh thân nam dù á nè vì xì chmô là phở miên á và khăn thê tươm dù á lại ta kê chân này lịch à thê tươm miên mà bạn để xa mà miên như ứng càng nghe tốt lịch mà đó nhà nâng ngựa o và nâng là rung phở nè là ruồi rau cà chi và cá bằng hai được đi không được thang cấp được thang mà cấp đó và nhưng cái cá bằng hai muối và bằng hai ba lứa và à hơi bà chị à hơi bố bà ấy đứng mà là chao à snow về lần chao bà đứng lăng đây cái kia nó chân cá họ đã thấu về đo phim kia ta chúng ta nè bán rồi à chúng ta anh em bán rồi cá này và làm cá và tao mới làm o và การอ่อมวยมาเราบ้านอันนี้
chi cái lên và nhôm đâm ra đắp mò này và còn mò mờ chừng ca đó và cứ về sập này thì ba xong sập lại năng sân mà chụp này video mình tập tiền và bạn xuất đấy bạn cũng may bóng ổn mà để bạn quan tâm video để bằng hai chị ca mà chua xả là bong mà bỏ hơn tập tua sang bị chết mà lâu nít cho bạn một chua đây là chân cá mà cá miến mà lâu chua phần đôi hơi hết mà nó sao cắt tập tưng nó một chua cắt tập tưng mà miễn tự do mà ta còn hợp mà đây tự do mang cái nắng đó mà ta tập chua tập bạc mà tập cạp chua và cứ về chăm nó cứ về bên đây bà về tầm nông đây bà nó sao là cá tập tưng mà cá tập tưng nó chui du và sao bị chết pê và chết pê cho về và mình đói và mình đói bằng vây nọ mà hợp đây thì vô mà và đờ tám đó về bạn đây mà và nên chú cắt tập tưng thế mà đói hơi hở hơi mà hấp du mình đói xuống mà ăn cá tập tưng nó không có bán tay mà người ta ta về đi kia về chết là mày thế thì vô và còn hợp gì á mình thấy và ăn thì cá xoài nhìn ti ấy và chua bán xuống le và đờ tám tối về là lộ mà thò là soi chụp ba ra ba này thò vào nghĩ là smooth call đấy bà, à bạn dây bạn gõ cái bài đây bà. Đây những người ạ à. Mình dập chua xuống màn thế bà, đây những tay của bà đấy mà à, nó thì vô và bằng hợp, ô đây thì vô thì và slack lo bà, những slack á bà slack à, anh ca phim tân chua mấy mà như ạ màu cá mà đôi nhầm bằng hai nhà môn mà hai bà video về môn